Kinha là tổ hợp tên lửa hàng không mới nhất của Nga, bao gồm máy bay tác chiến MiG-31K và tên lửa siêu thanh KH-47M Kinha với tầm bay tới 2.000 km, đạt tốc độ 10 đến 12 Mach. Tổ hợp hiện đại bậc nhất này có thể sử dụng để tiêu diệt nhiều mục tiêu mặt đất và trên biển. Truyền thông Nga tuyên bố tầm bắn của tên lửa là 2.000 km khi được mang bởi MiG-31K và 3.000 km khi được mang bởi Tu-22M3. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu cố định và di động như tàu sân bay. Tên lửa tăng tốc đến tốc độ siêu vượt âm trong vài giây sau khi phóng và thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo ở tất cả các giai đoạn bay để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. KH-47M2 Kinha có khả năng thay đổi quỹ đạo liên tục ở các giai đoạn bay để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, còn AGM-48 Kibo chỉ có thể bay theo quỹ đạo Parabol cố định như tên lửa đạn đạo thông thường. Do đó nó rất dễ bị các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương đánh chặn. KH-47M2 Kinha có khả năng thay đổi quỹ đạo nên độ cao bay của nó chỉ ở mức 20 km, chưa tới tầng bình lưu. Ma sát với không khí sẽ tạo cho nó khả năng tàng hình plasma khiến tên lửa rất khó bị radar phát hiện, còn AGM-48 Kibo chỉ bay theo quỹ đạo Parabol cố định nên nó sẽ vọt tới độ cao 500 km, không gian vũ trụ. Ở độ cao này nó không có khả năng tàng hình plasma, do không có ma sát với không khí nên dễ bị radar phát hiện. KH-47M2 Kinha có khả năng đánh trúng cả những mục tiêu cố định lẫn di động với độ chính xác cao. Sai số chỉ vài mét nhờ vào đầu dẫn định vị vệ tinh kết hợp quán tính quang học radar chủ động. KH-47M2 Kinha chỉ nặng khoảng 2,5 đến 3 tấn, nên không chỉ các máy bay ném bom chiến lược như Tu-22 mét khối mà cả các loại máy bay tiêm kích như MiG-31 hay Su-57 đều có thể mang được.